Trình bày bài của mình đi, Minh Phương. Em chào thầy và các bạn ạ. Em tên là Nguyễn Minh Phương, học lớp CD 17346, là giảng viên hướng dẫn của em là Vũ Văn Tịnh. Em xin phép trình bày về phần 2.10 hoàn thiện của em. Thì đầu tiên về phần banner. Phần banner thì với thương hiệu HM thì em chọn tông trắng đỏ để làm nổi bật lên logo và các dòng sản phẩm. Với phần kẻ này thì em sử dụng pen để vẽ ra rồi đổ màu. Tiếp theo là phần người mẫu thì em cắt mẫu ở bên ngoài rồi em đưa vào hình và thêm một số logo ở áo. Bạn trình bày tới cái chỗ nào thì bạn bấm vào cái layer đó, thì các khi mà nó bấm vào layer đó thì người khác phải nhìn thấy là bạn làm đúng hay không. À, đây là phần mẫu của em và em thêm logo. Về phần bên này thì em có lên mạng và em tìm được một số những họa tiết ở đây. Và phần những chữ này thì em dùng công cụ T để viết chữ ạ. Với phần hình nền thì em có thêm sử dụng công cụ stop để kẻ thêm một viền đỏ để làm tách nền. Về phần poster thì phần poster cũng em làm cũng tương đối giống với phần banner. Phần nền thì em cũng sử dụng stop. Về nhân vật thì em có sử dụng drop shadow để thêm bóng của vật để cho nổi bật nhân vật hơn. Về phần chữ đằng sau thì em có sử dụng kanji để nhân chữ lên và xếp đằng sau để cho nền nó trở nên sinh động hơn. Về phần stand thì em cũng sử dụng như vậy, và phần này thì em có bỏ đi một nhân vật để cho hình được thu gọn hơn. Về phần áo mũ dù ô thì những phần này thì em đều dùng pen em chọn vùng chọn để em đổ màu lên và thêm logo ạ. Về phần biển vẫy, phần biển vẫy logo thì em tìm background và em thêm logo vào thôi ạ. Về phần móc cắt thì em Smart Object rồi Ctrl T và kéo hình vào phần standee này. Và phần poster thì em cũng làm tương tự. Và đây là bài hoàn thiện của em. Em xin mong được sự ý kiến góp ý của thầy cô. Cảm ơn phần trình bày của bạn ạ. Nguyễn Minh Phương. Đấy, các bạn đấy nhá, các bạn khác cũng nhìn thấy bạn Phương trình bày đó. Thì chúng ta phải chuẩn bị tốt thì bài của chúng ta trình bày nó đỡ vấp và nó trôi hơn. Thì bạn Phương bạn ấy cũng chúng ta cũng không còn nhiều thời gian đâu. Thì chúng ta các bạn cứ về nhà tập duyệt, có thể là đặt trước cái gương trước mặt ấy. Đó, cái gương trước mặt chúng ta nhìn vào đấy chúng ta trình bày, coi như là cái màn hình, hoặc thì chúng ta đóng cửa kín lại tự trình bày. Đó, hoặc là chúng ta đóng cửa lại xong là chúng ta trình bày, nhưng chúng ta cũng có thể ghi các cái công cụ chúng ta làm ra trong trường hợp lên lớp chúng ta run ấy, bởi vì là cũng nhiều khi nhiều bạn cũng không làm chủ được đâu. Với cái bài này của bạn Minh Phương thì tôi góp ý từng bài một. Nhất là cái mockup cái mũ à cái ô kìa, thì em nên để cho cái nền của nó đậm hơn nữa. Cái nền đậm hơn nữa bởi vì cái nền, hoặc là em phải xử lý như thế nào đó bởi vì cái viền trắng của em. Cái viền trắng của em nó hòa vào với nền nhá. Em nhìn để em để ý cái phần trắng của em không, nó đang hòa vào với cái nền ghi, cho nên là khi mà nhìn nó không lên được. Nhưng có thể do em làm trên máy của em thì nhìn nó nét, nhưng mà khi mà em share cho màn hình thì mọi người đang nhìn thấy là nó chưa được phân biệt rõ ràng, thì em xử lý lại một chút cái phần nền của cái ấy, hoặc là cái ô em phải xử lý lại màu. Thứ hai là cái móc cắp mũ. Trên cái bài móc cắp mũ ấy, cái bài mũ riêng ấy,
bài riêng nhá, thì em phải crop lại cho nó ngắn cái khuôn hình, chứ không phải là em để một cái mũ xong rồi cái nền đằng sau dài ngoằng ra thì nó hơi phí diện tích. Thì đấy là bởi vì các bạn học đồ họa cho nên là tôi phải nhắc các bạn từng tí một ở những cái phần như thế. Tiếp đến là cái phần banner ngang. Trong cái phần banner ngang thì tôi thấy cái giải, thấy cái giải màu ngang như kìa, cái giải màu một cái chữ sale ấy, nó đang có cái viền đen, nó đang có cái viền đen của cái giải màu sale. Em cứ để ý kỹ cái giải, cái em bật sang cái banner ngang thì tôi chỉ cho em xem. Đây này, em nhìn thấy cái giải màu ngang không? Em zoom to là cái viền đen, thấy chưa? Mắt thầy cũng chưa nói ý ấy lắm. Thì đấy, thì em bỏ cái viền đen đi. Thứ hai nữa là cái chữ new expresso kìa. Em nên để cả cái cụm đấy xuống hơn một tí nữa. Tối thiểu cái chữ, cái đỉnh đỉnh cao của chữ new nó phải bằng chữ HM. Để làm sao mà để nó đỡ chạm vào lề, bởi vì khi mà bạn tính cái phương án thi công là nó sẽ vào lề. Cái website cũng thế, đẩy cao lên một chút nhá. Rồi là cái chữ sale kìa. Cái chữ sale kia bởi vì cái bài của em nó đang chưa thể hiện nhiều công cụ ở đây. Đấy, đa phần là em lấy trên mạng về. Chữ Black Friday tôi cũng cảm giác thì em cũng chưa, tôi hôm trước tôi bảo là em là tạo ra cái chữ đấy em đã tạo ra chưa hay là em cũng lấy trên mạng về. Em chưa chưa tìm được cái phông giống. Em có thể là không lấy cái phông nó giống. Thầy bảo các bạn là không phải lấy cái phông gần giống, nhưng mà bạn chỉ cần vào cái chữ Black Friday, chữ Black viết hoa, chữ Black viết hoa và chữ Friday đầy cái phông mà nó uốn éo như này, sao đặt chồng với nhau như này, thì có nghĩa là bài của bạn tự làm rồi, đúng không? Thì như thế này bài nó thuyết phục hơn, bởi vì bài của bạn nó đã thiếu các cái phần công cụ ở đây, bài phần công cụ bạn làm nó chưa nhiều. Thì khi mà các thầy cô hỏi, thầy cô xem bài nó đang yếu cái phần layer, thì lúc đấy chúng ta phải 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 có cái phần khác đập vào cái phần đấy cho nó đỡ. Cái chữ sale ấy thì tôi nghĩ là em nên dùng shadow nhá. Em dùng em bấm vào cái phần shadow và em chọn được cái màu, em bấm vào cái phần shadow trực tiếp đi, bấm vào cái chữ sale đấy. Rồi bấm vào shadow đi. Đó, bấm vào shadow đi. Bấm vào đấy. Bây giờ cái Đồ chỗ cái bỏ ô màu đen kia kìa, cái ô màu đen kìa. Bấm vào cái ô màu đen xì ấy. đây Bấm vào đấy. Em để cho nó kéo sang cái giải màu đỏ đun. Kéo bên sang tầng này. đấy, đấy bên trên tí nữa. Đấy, tầm đấy. Ok. Thế bây giờ em kéo cho nó đậm hơn. Kéo mấy cái đấy cho nó thấy chưa? Em nhìn thấy nó có sự tương phản hơn chưa? Và nó rõ ràng hơn. Và các bạn trong lớp mình lưu ý nhé, em kéo thêm chút nữa cho nó nhấn nhá một tí đi, bởi vì bài của em đang hơi loãng, nó không có gì cả. Đấy, như này em thấy nó nổi hơn hơn chưa? Rồi. Cái vòng tròn kia kìa, cái vòng tròn ok đi. Cái vòng tròn đấy, cái vòng tròn mà chữ Black Friday kìa, em cũng có thể làm như thế. Để ít nhất là bài của em nó thể hiện được là em đã thành thạo công cụ và em làm tốt hơn ở cái phần đấy. Em xử lý luôn cái đấy, không lát nữa về em quên, bởi vì chúng ta còn rất là nhiều bạn khác để có thể góp ý. Và nếu mà chúng ta các bạn tôi góp ý rồi mà các bạn không làm thì lúc ấy thì đó em nhìn này, nhưng mà nhớ là để màu đỏ cái ô màu ấy, bấm vào đấy để màu đỏ đun đấy, thì kéo thêm chút nữa. Thì tôi nhắc lại trong lớp mình cũng như các bạn, em kéo thêm cái màu này, nó to thì cái quầng này cho nó giải ra to hơn tí nữa. Đây, đây, kéo cái phần 9, số 9 nó có thể đặt thêm lên tí. Đó. Thì các thầy đã thấy là ok này, tôi nghĩ là như thế là được rồi. Thì tôi nhắc này, ở trên lớp cũng như các bạn học đồ họa thì lưu ý cái màu nền của mình nó như thế nào thì cái màu bóng nó sẽ như thế. Nếu là cái màu nền màu đỏ thì cái bóng của bạn nó cũng sẽ hơi đỏ. Nếu cái màu nền của bạn màu xanh thì cái bóng phản chiếu nó cũng sẽ hơi xanh xanh, chứ không phải là các bạn cái màu nền đỏ mà cái bóng phản chiếu màu đen đâu, không bao giờ có chế độ này, nó phải khúc xạ ngược lại chứ. Chuyển sang bài khác đây, cũng thế, mấy cái Black Friday cũng thế, em cũng nên tạo ra cái chữ mới và cũng tạo cái quầng ấy cho nó up to 50%, cũng nên tạo ra cái shadow như vừa giờ. Chuyển sang bài khác đi. Cái này cũng tương tự nhá. Thì tôi nghĩ là đấy cái phần của em thì nên xử lý như thế thì sẽ tốt hơn.